hai cái đó là gần nhau. Đúng rồi. Thì là tắm hồ bơi hay là tắm biển? Tắm hồ bơi chứ được tắm biển sau. Tắm biển thì phải mang cái phao. Với lại hồ bơi cũng phải mang cái phao. Chứ không thấy cái hồ bơi là sau mỗi người 120m là con dám rồi đấy. 1m20. Đúng rồi. Con không bơi cái 1m20 đâu, phải cần cái phao. Con cao bao nhiêu? Con cao bao nhiêu ba? 1m20 hơn. Cái gì? Ba bảo cái gì? Cao hơn 1m20. Thì con đứng con nhúng nhúng cái chân lên là cái mũi con nó lên khỏi mặt nước là được rồi. 1m3. 120cm. Chứ không phải là 120m. Thấy con cao bao nhiêu cm ba? 130cm. Thì xuống đó rồi tùy ba coi là ba cởi áo. Quay zoom nào không? Ngồi, ngồi. Đường nào? Đi đường này chứ. Đi vô đây, vô đây. Đường này không? Cô ca. Em ơi, đi rồi. Đi thôi. Từ từ. Ra đây. Ồ, này mét 2 hả? Ờ, mét 2, khoảng như thế. Con cao bao nhiêu ba? Con cao mét 30 hả? Con cao mét 3. Con cao mét 3 đúng không? Bây giờ con nhảy xuống nha. À. Xuống đây. Ờ, quên mất rồi, đem bỏ cái kính nè. Kính bơi đâu? Hả? Kính bơi. Quên mất rồi. Ra chơi gì á? Chơi đâu có à? Đi ra biển đi bộ đi con. Đi. Mấy con có đi bộ không? Không con ngồi đây chơi nha. Đi dạo biển. Nguyên bờ biển này của mình luôn các bạn, không có ai hết. Tour này mình mua mùa này quá sướng luôn, ít người ở Cam Ranh quá đã luôn các bạn. Cocktail thì cũng miễn phí, nó tha hồ. Còn mang dép hơi nóng. Được rồi, lấy dép.
quầy bar. Cầm ly cocktail ra biển. Quá đã luôn. Cảnh đẹp Việt Nam quá tuyệt vời đúng không mọi người? À, nghe sóng đánh này. Đã chưa? À, giờ thơ sướng quá sướng. Ăn sáng cà phê xong ra dọc biển uống cốc tay. Không đi trên cát. Quay chân già. Chủ quan. Được cô cái về con. Ừ. Chơi gì vậy? Đánh chân nó bay rồi. Đây là cái công viên nước ở chỗ resort của mình ở luôn nha. Trẻ con thích lắm. Cam Ranh Riviera.
Hey, có dầm xong lùi. Hồ bơi quá đã luôn. Lấy cái kính lên cho nó nghe. Không phải không được chứng người. Con bơi đi. Ủa sao nó tắt rồi không? Sao nó tắt mất tiêu hả? Không, cái màn hình nó tắt thôi, chạm vô màn hình đó. Đứng lên đi. 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 Đi quanh kia. Đi. Đường này. Nó lên chạy bộ lên. Biết bấm không?
con mình đang tập gym. Chạy có một chấm nè. Thôi ra đó. Đây. Đây. Đẩm mạnh lên nữa nè. Có chừng á. Cẩn thận. Nói không? Từ từ buông nó không bị ấy đó. Thôi được rồi, con không kéo nổi đâu. Cô đứng ca đứng ở đây ba chụp hình nha. Cái này là người nhà anh đi bò. Spider-Man walking very tired. Please do not go. Hey, hey. Ui. Bữa lại, bữa lại. Đang ngồi đây kìa. Chân quá. Đây. Đây đi thôi. Mày thay đồ đi. Con muốn tắm thôi. Hả? Con muốn gì? Con không muốn tắm đâu. Đâu, tắm sơ sơ thay đồ thôi. Con muốn tắm thay đồ.
Bảo ơi. Cô cá cầm ấy, cô cá cầm. Rồi, mình tỉnh. Ủa sao 3 phiếu một lần kẹp sáng? Dạ, 4 phiếu. Dạ. Em nhỏ này chưa 12 tuổi chưa chú không? Chưa mới 18 tuổi. Vậy là không có còn mấy tuổi rồi. Ừ. Đó, vậy không cần phiếu hả? Không. Nó không cần phiếu gì thôi. Thì đứa con với mẹ chứ đứa mà. Con tiền thiếu đứa nữa. Con 5 phiếu là đủ. Rồi. Ôi, màn hình nó đang thua rồi.
ba ba muốn xào bên này nè. Ăn đi, mở hành sẵn. Ba ăn bánh hỏi à? Ừ, các loại bún, bún gạo lứt, hủ tiếu. Cánh hỏi on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody tell